Tính đi đâu ấy? Hả? À? Mất chưa? Lại hả? Lấy chưa? Ờ, nhớ chưa cô? Ồ. Lấy chưa? Ờ, nhớ chưa? Đi đâu xin? À. Hả? Mua chi nè? Mua xí à? Mua xí từ nè? Mua xí là tên đấy rồi. Bạn này là do ốm đau bệnh tật, mang bệnh trong người, bệnh nan y nên là cũng có không phát triển được, là một chàng thanh niên rồi đấy. Thầy phóng đây tuổi đấy chị trao tả hả? Tụi mình thầy phóng đây tuổi chị trao tả mì à? Tụi mì à? Mì á? Ừ. Mì bị chết đuối á? À. Tức là bạn này là mất rồi các bác, bạn lớn này này. Bị chẳng may lại bị trượt xuống sông và không có một ai nhìn thấy cả. Đến lúc có người nhìn thấy thì cháu cũng đã tắt thở và không thể cứu được nữa. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại thôn Po Qua, một trong những thôn mà xa xôi nhất cũng như là khó khăn nhất của xã Niêm Tòng của bác. Ở đây thì cũng có những hoàn cảnh mà ngày trước là anh em chúng cháu cũng có hỗ trợ và được các cô bác giúp đỡ. Thì đó là cái hoàn cảnh của em Xính bị gù lưng. Em đấy thì cũng là 20 tuổi rồi nhưng mà do là ốm đau bệnh tật thì hiện tại cũng có... người nhìn vẫn rất là nhỏ, cao chưa đến 1 mét cơ các bác. Đấy, thì như các bác cũng biết rồi, ở trên vùng cao thì thời điểm hiện tại đang là vào mùa gặt. Đó, đang là vào mùa gặt nên là bà con ở đây thì cũng đang tranh thủ những ngày trời nắng như ngày hôm nay thì cũng có gặt lúa. Và năm vừa rồi thì em nhà em Dương thì cũng có làm được một chút nên là hôm nay là cũng có thuê bà con ở đây để gặt. Nhưng mà cái khoản công cán chở thóc đi thì mình vẫn phải tự chở các bác. Tức là ở đây là một trong những cái thôn mà xa nhất của xã Niêm Tòng. Và đến đây là giáp luôn ở bên chỗ Khâu Vai luôn rồi. Và cũng đây cũng là một trong những cái thôn mà có cái điều kiện đường xá đi lại khó khăn nhất. Và ở xa nhất và cái cuộc sống của bà con ở đây cũng cực kỳ là khó khăn luôn các bác. Đấy thì ngày hôm nay tranh thủ đi lên trên này để... chở thóc cũng như là gặt lúa thì em Dương sẽ đi lên chỗ nhà của em Xính bị gù lưng để thăm em đấy. Thời gian vừa qua thì cũng khá là lâu rồi cũng không được lên thăm em đấy. Thì anh em chúng cháu cũng muốn đi lên trên đấy để thăm em đấy xem hiện tại sức khỏe của em đấy như nào rồi các bác nhé. Đây con đường đi lên chỗ nhà em Xính bị gù lưng thì vẫn theo cái con đường này đi các bác nhé. Năm vừa qua là giống như bao nơi khác do ảnh hưởng của những cơn bão thì đường xá ở đây đi lại cũng vô cùng là khó khăn, đặc biệt là bà con ở trong thôn Po Qua này nếu mà đi đường bộ là phải mất khoảng tầm gần 20 cây số mới đi đến chợ các bác. Đi chợ và toàn đi đường đất, đường đá, những ổ gà, ổ vịt cũng như là những cái rãnh nước rất là sâu vì mưa đó thì xói mòn hết đất. Mặc dù bà con là cũng có sửa sang lại rồi, tuy nhiên là có nhiều đoạn đất đá cực kỳ là to nên là không thể cải thiện được điều kiện đi lại, rất là khó khăn. Có đi đường thủy thì cũng đi rất là xa và nếu như bạn đi đường thủy ấy, thì cái chi phí từ đây đi xuống những đầu đập ở thủy điện ở dưới kia thì cũng rất là nhiều, mỗi một đầu người nó khoảng 3-40 nghìn, đấy có là gọi là các chủ thuyền nó rẻ nhất rồi. Nếu như mà đi một mình thì bao giờ cũng phải tầm khoảng 50 nghìn mới đi đến xuống những đầu đập được.
Đây các bác, anh em chúng cháu có đến gần chỗ khu nhà của em Xính bị gù lưng rồi. Đến đây thì thấy bà con hiện tại cũng đã trồng được một ít rau cải. Ở trên khu này này cũng đồi núi đất. Và thêm nữa là cũng có nước tưới tiêu ấy. Bà con cũng trồng được một ít. Ra đường như trên này xe đi đến nơi được nhưng mà đi khó quá. Anh em đi bộ đây. Xính đi đâu đấy? Hả? À? Mất chưa? Lại hả? Nhét chưa? Nhét chưa cô? Ồ. Nhét chưa? Ờ, nhét chưa? Đi rồi Xính. À, Xính. Hả? Mua chi nè? Mua chi à? Mua chi từ nào? Mua chi là tên này rồi. Nhớ tụ sân chả bố à? Mấy tu khen lõ chỉ cho tu rồi. Hả? Tu khen lõ chỉ cho tu rồi. Ừ, tụ chỉ cho ô mà. Ô. Mình bé ô tụ chỉ to à? Còn nhớ Xính còn nhớ anh không? À. Còn nhớ anh không? À. Vừa chỉ cho ô này. Nhớ mà. Anh nhớ. Hả? Nhớ. Nhớ tên là. Ừ. Nhưng mà chân tay như này đi đâu? Nó khó tay mình chỉ tập cái. Cái này như em có múa, múa tứ. Nên chỉ có xì tê thế à? Nó là nhô, mà một lại à. Là nhô? Nó là nhô, không chỉ là nhô, mà một lại à. Đây các bác biết là em Xính là bạn này nhìn như thế này thôi nhưng mà đắt. Năm nay nữa là tròn 20 rồi này Xính à? Ờ. Tròn nền cầu nữa rồi. Nhưng mà nền cầu xương đó. Nên cầu xong là xong ni đó. Nên cầu xong 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 nhận trầu lỗ rồi. Xong ni mà tà lỗ xong ni nó chết mà mượn trên là cầu ý ơ. Đây các bác này, em Dương ngồi. Là cũng không, cái này là không phải là so đo. Mà ý em Dương cũng muốn nói với các cô bác là rằng là ý bạn này là do ốm đau bệnh tật mang bệnh trong người. Bệnh nan y nên là cũng có không phát triển được. Là một chàng thanh niên rồi đấy. Má không có chỉ là xích, không có chỉ có chỉ chà chà mũi đúng không? Ông má mạng của này. Ông má mạng chắc bạn má mạng cho ăn tỏi không? Ui, cẩn thận nhá. À. Má mạng một tàu tiếp đấy. Ờ. Một tàu là nhẹ đúng không? Nhẹ, một tàu họ ớt chi. Nhưng mà chơi cái ăn thì đắp bà ấy, một tàu chơi cái ăn thì bà ấy. Em ấy là... Ông mũi là phần trang. Chân tay bị co cơ, cũng như là... Ông mũi là phần đạt cái. Không phát triển được. Đằng sau thì có hai khối lại như là khối u rất là to, từ hồi bé là em đấy đã bị như thế rồi. Cái chỗ rau này là của nhà nào hả Xính? Kho rau này là từ cho này. Tết cho nè. Nên cho lọ. À. Cháu tết cho. Nhà Xính à? Xính tự trồng à? Con chó lọ. Nhìn mẹ cho lọ. Nhà anh dế trồng phải không? Tức là dê thì trời á? Trời ạ. Con đi ấn đây, con liệt không? Không, tết con liệt, tàn thoa hao nè. Dô dấu nhu hù bố đi, tôi mới tết đã hù. À, thế sao cái chỗ này có ruộng này, có nước này không làm ruộng à? Bố chạp bỏ con đi, mới có đi mà chỉ uống liệt không? Mà, ôi dê dê à, ô mông mà nà đi, mà cái để xuân nó trở nên nà nó non tao à. À, chuột nhiều quá. Dùng cái chỗ ở. Vâng, thế là mọi năm là mình vẫn trồng chứ à? Ừ, chỉ trồng là chỗ chói à? Bé chỉ trồng chỗ bé ở xong này bên, mông mà nà nó chút chút chừng à, ôi tổ xe đa chỉ nà nó nà ta là ở. À, mà xong này bé để chỗ ở. Vậy, thì là dê mà thì này? Nhìn lá như đó. Nhìn lá. Nhìn lá như thế? Lá như tổ này. Tổ này à? Ừ. À. Nếu sai gì thì đúng không? Mù đàn bột xuống đấy à? Bột xuống đấy. Mù chỉ mua xích? Mù mà bột xuống mắt chứ. Mù tao chỉ đọc á? Tí nữa đi không được anh cõng về. Xính có cân không? Ba có bao nhiêu cân hả Xính? À, bột lưu nào mua hạt đỏ xích này? Đúng đó. Bao gì? Chú chỉ tao mà chú mất chi đấy chín lưu á. Thôi tao mất mà, thôi tao mất cái kèm đi trở lại. Chú kèm mà hao tài chứ. Mà sao nào? Đang là không quen tay của chú này. Ừ. Thế là mình chú ấy ở xe hàng đầu này. Ừ. Nhưng mà thời gian này anh cũng không vào đây thì có bị đau ở chỗ nào không? Thì chắc nếu chỉ khen cháu tôi nữa. Của mò tử. Của mò mò tử này. Hả? Của mò mò tử mà. Ừ. Mà ý là có o lúc bò ở la nhò thế nhỉ hả? Dạ mà. Ừ. Ồ, nhưng mà cái chỗ này là vừa bị sạt ở Xính. Con đi nhỉ khó bóc mù lọc. Là lượt nước khá tốt thế. Con đi nhỉ khó bóc mù à. Khó bóc mù ấy. Thế là sắp hết đường đi rồi ấy nhỉ? Sao tạc cây mù ốc? Tạc cây mù ốc, chúng nó kẹt mù ốc. Ờ. Nhiều. Này, thầy rượu là không dám đi xe con đi ô. Tỏ chơi chỉ ca một xe tỏ nhiều. Chỉ ca mù ốc. Ừ. Chỉ chờ tìm tìm vùng ho thì nó bầm ho mà. Mấy đứa trẻ con đang cũng đang chơi đây, chơi trò gì đây? Mấy đứa chơi trò gì đây? Hả?
Nên của chị đấy. Nên của khẩn luôn. Chị đi à? Nên phụ sẽ kẹn tay vào, nên chị nó khẩn luôn đấy mà. Thanh niên này nhuộm tóc à? Thế chú xem tóc là. Hả? Không phải nhuộm đâu. Không phải nhuộm á? Nên là để ra như thế à? Thế chú xem cái nào. Học lớp mấy rồi? Lớp 6. Lớp 6 rồi. Lớp 6 một người lớn này. Hả? Ủa? Sợ á? Ô, ai làm gì mình đâu? Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Ừ? Lớp 9 nhà từ. Hả? Học lớp 9 nhà từ nè. Lớp 9 nhà hào. Nhà hào. Nhà hào. Tóc tóc thanh niên này vốn dĩ đấy. Ông mà ít chị, tao bắt lo ít, nhưng có hào ít thì nhá nhỉ tiền lo. Ừ. Đá thế à? Chị đó. Chị à. Ừ. Tưởng là mới tí tuổi đã nhuộm tóc rồi. Xem bi là nhiều đây. Này, bán cho chú không? Có bán không? Hả? Bán không? Không bán à? Cái này thế bình thường đi mua cái này một viên bao tiền? 1.600 viên. Hả? 1.600 viên. 1.600 viên thôi này. 2, 4, 6, 8, 10. Cái này bán không? Ừ. Hả? Có bán không? Đây là các cháu đi học ấy thì là sự là cái trò chơi này thì ngày trước là hồi vẫn còn nhỏ thì anh em chúng cháu là cũng có chơi qua rồi. Nhưng mà mình không bắn được chuẩn bằng được mấy thanh niên này đâu. Đi chơi đi. Này. Dép không đi à? Mấy thanh niên này cũng đều không có dép luôn đây này. Đứng đứng đây, đứng đây. Thanh niên kia ra đây chơi xem nào. Đây. Toàn đi chân đất hết luôn. Đây này. Thằng này nữa. Cũng thế này. Thanh niên này cũng thế đây này. Ôi dồi ôi, dép vứt ở nhà hết à? Hả? Thế là sợ dép rách phải không? Nhớ chân rách thì sao? Hả? Hử? Thanh niên này cũng thế này. Ô anh thấy cắt cỏ ở đâu? Tính đi khó khăn quá. Nói chung là ở nhà nhiều ấy thì cũng khó chịu cô bác. Buồn chán nên là muốn đi đây đi đó để cho thoải mái hơn. Bí bách lắm. Nói chung là ở một chỗ ấy. Ví dụ nhà mình ốm đau mà nằm một chỗ thì mình cũng đã thấy khó chịu rồi. Như bạn này thì cũng từ bé đến bây giờ bạn ấy bị bệnh. Và có một điều bất hạnh nữa là sau khi bố mất ý, mẹ bạn đấy thì đi bước nữa và cũng không không nuôi bạn này vì rằng là ô anh dế đây em chào anh nhá. Cắt cỏ à? Ơ lấy rau lò. Ơ thế cắt cỏ gần nhà không ấy nhỉ? Lấy dế dế hao chế thế nhở? Ôi dù hàn tàu tù như mà ẻ lo như này nè. Ờ tù thế à? Ờ nhá chưa? Ờ mua lại chỗ à. Đây là bao nhiêu bó đây? Hàn đầu tế đi. Mua cậu bó tế tế. Ui ui, 10 bó liền đó. À. Mỗi một lần là cắt cỏ là đã đi một khoảng như này cũng khoảng tầm 6-7 mét vuông. Ui ui, ít lầu dày, ít dầu này mà đầm một đá nhá nhì kìa lỗ. Đá nhá nhì ô. Thế này thì trồng để nuôi bò của anh Nam là cũng không đủ đâu nhỉ. Nên đi dài tiền lại cho rau nhiều cho tàu dù cho nhiều ý cháu ý sống như này mà sẽ chỉ cháu là phú cháu đi thôi. Thế này có phải đi lấy cỏ dại ở ngoài cho thêm cho nữa không? Phù mù này cho rau hả? Cho củ á? Ừ, cho tàu trống này. Cho tàu trống tê chìm mùa lại cho này đi. Vậy sáng nay em gặp anh đi đâu mà? Hả? Ta kêu ông chí ở mó từ đi. Ông muốn gặp khơi đấy. À, đi chợ hả? Đi chợ Niêu Sơn. Đi chợ Niêu Sơn à? Ừ. À. Mấy đứa con đi theo. Nương con nương chỗ này có phải của nhà anh không? Hả? Phân nghiệp vừa cho tên này. À. À, bên kia cái chỗ cỏ kia là cũng phải. Này cây cỏ kim rất là nhiều luôn. Cây cỏ kim này rất là nhiều luôn. Ở đây mà nếu như mà có nuôi ong được ấy, thì cũng cực kỳ là tốt. Vì có cái hoa cỏ kim này cực kỳ là nhiều. Cây ong sẽ có hoa để hút mật. Cây cỏ kim mà cũng như là cây hoa cứt lợn rất là nhiều luôn.
nhà thì nhà, yếu mình thấy nhà đi. Mà ừ, đi cắt cỏ như thế này mà cũng mặc quần áo cộc luôn. Chỉ thấy lại tê chứ. Lại đi không? Lạ đi không? Mà chết à? Đây bắn tê. Hai vợ chồng là ngày nào cũng có mấy chuyến, một hai chuyến như này. Mỗi một gánh như thế này là chỉ có đủ một con ăn cả ngày đó. Đi lên dốc như này có mệt lắm không? Tí. Không, muốn chia to nhá nhỉ, của sai. Sai đâu? Hả? Sai sai. Ừ, ụp phà to chứ đâu. Cái chỗ này có đau không? Hay cái chỗ đằng sau này này. Lúc bó tỏ, hả nhá, nó tỏ à. Sao còn đi mất thì mất. Mất hay? Không đâu. Ở nhà thôi, không đi ra ngoài nhiều. Nó chi hả? Nó mùi chả uống đi. Nó làm mùi hay như nè. À, mùi của mùi chả to. Ơ nè. Mùi tao nè. Hả? Mùi tao nè. À. Có. Mẹ có về thăm không? Hả? À, thời gian này mẹ có về thăm không? Thì chắc những ơn nè của lọt xuống không? Bố lỗ rồi nè nhà. Ở nay lỗ lỗ rồi rồi hả? À. Thế mẹ về thăm có lấy cái gì về cho không? Mình lọc vườn cá cái gì lọc vườn? Lọc thôi, nghĩ ra như vậy. Mình tưởng mà chúng nó lại lọc sụp đấy. À, lọc không? Rồi, lọc sụp đấy. Vâng, là về chơi thôi. À, về tay không luôn, không lấy cái gì sang. À. Nói chung là ở gần mà sang thăm này cũng tốt rồi. Chỉ sợ là không sang thôi. Mấy đứa này chuẩn bị đi đâu đấy? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ. Lấy tận đâu? Đi lá tận kia. Lấy tận bên kia. Giờ này muộn rồi, tí nữa. Ngày nhá. Không sợ. Không sợ. Đi như này có bao giờ bị trượt ngã không hả Thính? Ô, muốn nhân thì bùa tối rồi. Hả? Mất rồi. Ồ, oh, khi mù lớn thế này là vừa tới rồi nè. Tỏ nè. Hứ? Tỏ à. Có ngã luôn. À. Ngã nhiều lần không? À. To chứ to. Tỏ à. Ừ. Kiếm đuôi nhá, nhìn làm mùi hô hả? Lào. Ồ, oh, cái chỗ này là từ từ nhá. Yêu. Xa thì ô nhỏ. Xa cái mệt lắm. Chết. Ô, cái chỗ củi này đi đâu hết rồi? Cho. Đó. Cho tờ như một thịt tà. Cho tờ cho tà đó. Cho tà đi ô. Tụi mình xài phấn đê tửa đấy chị cho tà. Hả? Tụi mình xài phấn đê tửa chị cho tà ô. Mì à? Tụi mì nè. Mì á? Ừ. Ừ. Đó, nó cà. Tụi mì đó. Mì bị chết đuối á? À. Tụi mì cận ta mà, cả tỷ xanh ta ố. Ờ. Ừ. Nó mì kia mà. Bóng nặng cậu chí mà bóng đây ố. Ờ. Nó này mà được xếp chí đây ố. Nhưng mà làm bị rơi xong là mình xong ở mình đây nè. Tụi mì cận ta đã xếp à. Ừ. Bóng đây ra. Ờ. Ừ. Là được 20 ngày nay rồi. Ừ. Mua tàu này có nốt lại. Nó này kia tàu cậu, xa chí tàu cậu, xa tàu nặng cậu nốt. Chẳng hiểu tao cậu chí năng lý thư ô. Được 15 ngày. Ừ, bố bé mong này mày ua ít hồ mày cái chai mày mày đó chạy bé cho tạp tạp. Ô, cái bạn này còn trẻ. Mình sẽ từ xa nhá không nên mình sẽ từ xa mà. Không, Mỹ thì cháu biết rồi, trước cũng là học sinh cũ của cháu mà. Đó, của mẹ rồi. Lần nào thấy lúc nãy là em dụng là nó mắc là. Nó đi, nó rõ. Ờ, đi nào. Có mì thao cẩn đạo này. Vâng em biết mà. Đây là
Đây đây có bác này. Tức là bạn này là mất rồi các bác, bạn lớn này này. Và bạn này ngày xưa là cũng là học sinh cũ của em Dương, lúc em Dương vẫn còn đi dạy học. Thì thấy là bạn cũng do cái đợt mưa bão vừa rồi đi trôi sông. Là lúc anh đi xuống đến nơi là người ta đã vớt lên rồi. Một trò sao mà là cái cho là cái lâu là tàu tua này. Thì là cái tua thọ tiểu tiếp một giờ này. Một giờ chỉ tới chỉ bao tới chỉ bỏ này thì mấy tu giờ gì nhân đặt cái chén là cá sè. Ba mua thế này à, một giờ chỉ tới tua này là vậy, tới chỉ bao chợ này. Đây có bác ạ, tức là cháu Mỹ, cháu ấy là cũng không biết là tức là bạn ấy đi xuống dưới bờ sông thôi, là bị bạn ấy bị qua cái đợt lũ vừa rồi, thật sự là cũng do thiên tai, một phần nước lũ nước sông dâng lên cao quá, thêm nữa là xuống đến bờ sông ấy thì đất ở lúc đấy là nó cũng rất là trơn trượt, bị chẳng may lại bị trượt xuống sông và không có một ai nhìn thấy cả. Đến lúc có người nhìn thấy thì cháu cũng đã tắt thở và không thể cứu được nữa. Bố của cháu xuống, người ta gọi điện thì anh dế anh ấy xuống đến nơi thì cháu cũng đã không còn nữa. Người ta cũng đã giúp gia đình là hỗ trợ vớt cháu lên, thì xuống đến nơi thì cũng chỉ còn là nhận xác của cháu về thôi. Mà li thỏ một trò cho ta mà chỉ bao chưa được lo tức là nó dần ra chỉ bao dùng thì tua học chơi thế mà dần ra chơi thì tết tuổi này chỉ bao dùng tua thế này. Mà có bác em Dương ở riêng chỗ anh chị này thì em Dương cũng hiểu rõ, vì là anh chị này cũng là hiếm muộn cái bạn kia, là hai vợ chồng cũng là lấy nhau được bao nhiêu lâu với thầu o thế này thì nên xin vô tù thọ han tế thế nào hay thì thầu hay thì nên là la mua mình nhồi như thế ta han tàu xuyến thế nên thế nào mua hồi xưa thì trả thế nên là tàu pê sống tiền mua tàu pê sống tiền mua tủ mì là mình mua cậu sống tủ mì mua cậu sống ôi sống lúc đi mình nào cậu sống tàu sống đi tàu lúc tỷ đi cậu sống tỷ tàu lúc tỷ đi nào là 12 mới 12 tuổi thôi mà đôi vợ chồng cũng rất là khó khăn để có, tức là hiếm muộn này cũng chạy thuốc thang khắp nơi, gọi là từ mê tín cũng có mà uống thuốc thang tất cả mọi thứ cũng có, may mắn về sau thì cũng có được một mụn con gái đầu lòng và vừa mới nuôi con, bắt đầu gọi là biết chăm em nuôi chăm em thôi, phụ giúp bố mẹ để làm bữa cơm ăn thì cháu cũng không may mắn là mất rồi các bác ạ. Là làm mua kia một cái lò thiết xìa tàu xua họ thiết nhập cũng mua nữa thế mà thế gì chỉ bao chạy qua đó nhưng có nhưng có hay thì bao ba nỉ chi xua cho mùa thứ chứ cho nên chế được chứ một cái người ta nói chuyện này chỉ có ba dù lọ ô tê này giờ hay này tới lò ô tỏ ý tưởng công như nhỏ mà cho một pho xia chuyện này cho công được đây tuổi như vậy thì chỉ có chạy qua ta từ xia thì tôi vậy đó. Thật sự là cháu Mỹ này là một bạn cũng một rất là cao giáo và xinh xắn, 12 tuổi rồi, tầm khoảng tầm 4-5 năm nữa là cháu cũng là một thiếu nữ luôn. Nhưng mà nói chung là bất cứ ai là cũng vậy thôi, nhưng mà do thiên tai nó cũng đã cướp đi sinh mạng của cháu, thì bây giờ hiện tại cháu cũng đã không còn nữa. Tôi thì hôm nay thì em cũng là lên, em lên gặt về nhà, em gặt là cũng lâu rồi em không lên đây, em muốn tiện đường thì em lên thăm cháu một chút thôi, thăm em xính này một tí.
thì cũng rất là chia buồn với gia đình nhé. Thế này nó điều là phải tiền lò tóm lên nhé, ta tiết chỉ bao nhiêu rồi tha lò xả tù xanh nhá, thì mình chỉ là mình toàn tê là tiết kiệm là toàn là xuống đấy chứ mà xì mà ô mà hạt nè nè mua kính nó xíu như thế nào xì à thế tại ít khử nó va tàu cái lò ít khử tàu nó va nào đó nếu như mà các cháu vẫn còn, cháu Mỉ cũng vẫn còn, thì hiện tại ngày hôm nay đến tầm giờ này thì cháu cũng đã về đến nhà với gia đình. Và có lẽ là cái hình ảnh mà lúc nãy bố mẹ đi cắt cỏ thì kiểu gì cũng sẽ có một bó nho nhỏ để cho cháu cũng có về cùng với bố mẹ luôn. Rồi thì hai chỉnh nhó mà chỉ về đi tí là trò chơi ố. Nhớ để nhó mấy nhà nào tí một tổ tổ luôn. Thì nhà của ta nên ăn nghỉ chi mù từ nhau nhiều nhưng mà chơi nên là một cái ít tới trà thế à. Cái giờ giờ này nhớ là của ta một khi thứ hấp thóc tôi rồi. Ý gì này chạy luôn, tay cho lòng nông để coi giờ tôi chỉ lo chỉ có này thôi. Đây bây giờ hiện tại anh chị là vẫn còn cũng hai cô con gái nữa, bạn kia là bạn lớn con gái cả. Tú ni cả đi chơi ní. Ní cả thì ô. À bạn kia lớp 2. Còn bạn kia tuôn tuôn đá ní. Bé. Mày, tí là 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 ngày trước em Dương lúc có dạy bạn Mỹ chị gái của các cháu cũng vừa mới mất là lúc đấy cũng lớn bằng này này. Thấu hoa chỉnh khiến ta tụi mì mà thằng ta nên lo như này ạ. Ờ gió cho khiến ta tụi mì lo như tụi mì ạ. Ý giả thức ừ. Ý mình xế gì vậy đấy. Ừ, lo như nhỉ. Đấy, cũng người cao giáo và trắng trẻo xinh gái như thế này. Và cách đây cũng thế này được 5-6 năm rồi. Bởi vì em Dương cũng đã nghỉ không làm giáo viên cũng từng đấy rồi. Cái ngày cháu bây giờ nói chung là mình cũng từ một thời cũng gắn bó với các cháu, em Dương cũng còn đuổi lớp nữa cơ. Ban đầu là các cháu lớp 2 thôi, lớp 3 thì em Dương còn đuổi lớp và cùng đồng hành cùng với các cháu, mà đến bây giờ thì cháu đấy cũng không còn nữa, rất là buồn. Thôi em chia buồn với gia đình nhé, mà từ từ xíu thì chỉ bao hành đến để trả tiền. Ý là bé ý thì chị tiếp chỉ bao trả luôn đó. Tiếp rồi thì chị hài lòng, tiếp rồi thì chị suy ra đi. Đi, thế à? Nè mà nhóc kia có cái nông cái mà cho ra lò chán này cho nó nì lòn tóm lê thế à. Mà nên tỏ tà nó cho ý gì nên sẽ lên tỏ tà nhỏ ố nè bố hẳn tỏ lên rồi bố sản nó xả sinh ý sinh blog cháu ý sinh blog cháu tỏ tà hẳn tỏ sinh đi ô hả chỉ tỏ cháu có chip sinh mà chỉ tỏ có chip sinh đi tỏ tà hồi nhá tỏ môn đỉnh gạo phết chẳng thế đâu xí mùa chú này cho đây các bác, đây là những thử ruộng của nhà em Dương đợt vừa rồi, lúc mà đầu năm lúc chuẩn bị cấy ấy, thì cũng có nhờ được các em Nô, em Sùng và em Của, các em cũng đây lên hộ cấy. Đến hiện tại thì cũng đã thu hoạch được rồi nhưng mà không được tốt cho lắm các bác. Nên thì nó bị hỏng cái đây nó gọi là như nào ấy nhỉ, hạt nó không được mẩy đây. Ừ, tốt cho lắm, không biết năm nay là năm như nào mà cả mọi nơi cũng có bón phân đầy đủ hết ấy, nhưng mà không lên mấy. Hôm nay thì chỗ nhà em Dương thì cũng như các bác cũng đã thấy rồi, nhà em Dương thì
vợ chồng em Dương cũng đi làm, còn bà thì trông các cháu rồi, không để đi đổi công bà con được, và thuê thuê mọi người để mà cấy thôi, thuê mọi người để gặt đấy. Đây một thửa này, phía bên dưới cái một thửa, không biết là được đến 20 bao hay không. Từ sáng đến giờ ấy, lấy cái máy lên là máy đã bị trục chặt ở cái chỗ cái đầu máy phía bên kia, cấy mãi không được, à, làm máy không được, không thể nào gặt được các bác. Bây giờ ấy bắt đầu nổ máy đây, hiện tại đã 12 giờ trưa rồi. Đây này, 12 giờ trưa bây giờ mới được nổ máy đây các bác đây. Biết làm có nên hay không? Vì lúc sáng ấy thì anh em chúng cháu là cũng có chở máy từ dưới bờ sông của phía bên dưới kia lên cái vị trí mà anh em chúng cháu có tập kết và trao những phần quà của đoàn từ thiện ở bên Bắc Giang có đem lên có trao cho bà con ở trên này ấy. Cái vị trí đấy thì chở cái máy tuốt ở phía bên dưới kia lên từ sớm rồi và lên đến đây thì bây giờ hiện tại là máy đến tận 12 giờ trưa mới bắt đầu đổ máy được đấy. Không biết là lúa thu được bao thu hoạch được bao nhiêu bao nữa. Cái này là em Dương có thuê thẳng bà con ở đây là mỗi một bao là tính theo bao bà con gặt là một bao là 40.000 các bác ạ, 40.000 một bao. Bà con rất là đông, từ sáng là đã gọi là cắt xong rồi bây giờ chỉ có tuốt thôi. Tuốt là không biết là còn nên hay không nữa, máy đang gặp trục trặc rất là nhiều đấy. Phải nói là năm nay thì cũng là một trong những cái năm mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất là nhiều. Vì mùa vụ của bà con ở đây thì cũng không năng suất cũng không được cao. Các bác có thể thấy đây, những hạt tóc của chỗ nhà em Dương đây này, các bác này. Đấy, hạt nhỏ và hạt nếp cũng rất là nhiều. Đây này. Hy vọng là máy chạy êm xuôi để cháu là cũng có tiện từ giờ đến chiều là làm xong luôn. Còn cái nữa là đây các bác này, sau khi mẹ tuốt xong ấy thì vẫn còn rất là nhiều công đoạn nữa ở từ vị trí ruộng của nhà em Dương ấy thì phải chở lên đến trên đường cái phía bên trên kia, sau đó mới chở xuống qua B và bốc một lần nữa đi lên trên thuyền mới có thể là về đến nhà được. Đây này các bác này, tức là từ vị trí mà hiện tại mà bà con đang gặt ở cái nhà em Dương ấy thì là đến lên cái con đường mà hiện tại có nhìn cái nhà văn hóa ở phía bên trên kia kìa, mới bắt đầu vòng qua mấy quả đồi phía bên trên kia đấy, đi qua cái con đường mà hiện tại cũng có mấy cái ngôi nhà gọi là theo cái quả đồi ở mà trước mắt cô bác đây này, đi xuống bờ sông ở tít dưới kia kìa. Mà đường ở đấy thì do quá trình bào mòn mưa gió thì hiện tại cũng đã đường đi rất là khó khăn, không thể nào mà đi nhanh được, chở thì cũng chở được ít thôi, căng lắm thì cũng chỉ chở được một bao thóc thôi cô bác ạ. Đấy, một ngày làm việc rất là vất vả. Thêm nữa là hôm nay thì trời âm u như này, không biết là nó mưa sẽ mưa lúc nào. Sau khi mà thu hoạch xong là liệu rằng là có mang về để phơi kịp hay không nữa. Đấy. So với ở dưới xuôi ấy, thì trên vùng cao thì ở đây những thửa ruộng thì nó cũng không được rộng lắm, nên là những chiếc máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa này thì là toàn là những loại cỡ nhỏ thôi, không có loại cỡ to, vì điều kiện đi lại cũng khó khăn, đường xá đi lại ấy thì dùng những loại máy mà vừa cắt và cũng như là vừa tuốt luôn ấy thì nó không được, không sử dụng được nữa những loại máy đấy.
mày muốn đỡ bản mới lại đưa chú đi. Thế nhà đang sửa máy thì nhá. Rất là xui của bác ạ. Cái bên này đây, máy lại bị hỏng rồi. Cái này máy này em Vương cũng vừa mua mới, làm chưa được một nổi một bao luôn. Vừa mới làm xong đã tuét hết như này rồi này. Thế lại phải về nhà để chở thêm một máy khác lên đây để làm đây các bác ạ. Chạy cả ngày mần mò cái với chiếc máy tuốt cả ngày không làm xong được. Rồi bà con hôm nay làm rất là đông, đi từ sớm rồi cắt là sợ cắt xong và chất thành đống là đã xong hết rồi. Mà máy móc là trục trặc nhiều quá, thì mãi đến bây giờ 12 giờ nổ được một chút xong lại vẫn không xong được. Cuối cùng lại phải đi về vào trong làng để mượn thêm một máy khác lên. Quá là xui xẻo luôn. Đường đi vận chuyển xa nữa, không biết là ngày hôm nay là có làm xong được hay không nữa, có kịp không nữa. Trời đang âm u này các bác này. Đấy, như thế này bây giờ gặt xong về là không biết phơi luôn ạ. Các chị em là ở đây thay nhau làm nắm rồi là đưa cho nhau. Còn ở dưới kia là máy là vừa cắt là vừa gặt luôn, không cần phải nhiều người. Ở trên này là công nghệ hiện tại vẫn còn khá là thô sơ, dùng máy móc thì vẫn còn sử dụng những loại máy móc gọi là nhỏ nhất như này các bác ạ. Đấy, và máy tuốt này thì cũng chỉ sử dụng được 5-6 năm nay thôi. Như trước đây là vẫn còn dùng cái máng kia để đập hoặc là căng bạt ra để đập ra mới được thóc mang về. Đấy, sau đó còn phải quạt thêm một lần nữa. Đấy các bác, vậy là các bác ở đây thì cũng đã gặt xong rồi. Thì hiện tại là cũng đã hộ gia đình nhà em Dương cũng có vác máy tuốt cũng như là một số cái vật dụng đi lên. Còn toàn tàu xanh nè. Cậu tàu xanh nè. Cặp lóc thì xinh à thế mày họ tiền mình chỉ có à ô à nó có vô bé tẻ phải ô mà mới họ tiêu vô bé tẻ của mình lắm không thôi nó thôi bé tẻ của mình nhớ thôi mà chơi mùa hôi một chơi mùa gió đây các bác, cả ngày cả một vụ chỉ được có 14 bao thôi, 14 dao bao còn chưa quạt những cái hạt lép ra. Đây các bác, ở phía bên dưới này thì những bao thóc ở bên dưới này là hiện tại là xe máy nó không xuống đến dưới này được. Năm nào cũng vậy, gia đình nhà cháu Dương là cũng vẫn phải xuống dưới này để vác thóc lên trên kia, để bắt đầu sửa thóc ở trên kia lên. Còn những năm trước ấy, chỗ nhà của em Dương là vẫn chưa dồn những thửa ruộng bé vào, thì có 9 thửa gì đấy, nhỏ lắm, một cái máy cày đi vào còn không quay đầu được cơ. Đó là có, sau đấy thì em Dương là cũng có vay một ít tiền ngân hàng và bắt đầu dồn làm hai thửa. Thì nói chung là thửa to thì máy cày làm sẽ dễ hơn. Thì khu chỗ nhà của em Dương thì có cái nguồn nước cũng tương đối là to, nguồn nước thì hàng năm thì dùng cũng khá là thoải mái. Tuy nhiên thì như mọi năm thì cũng như năm nay, mặc dù là cũng đã bón phân hết tất cả mọi cái rồi nhưng mà năm nay vẫn mất mùa. Năm ngoái cũng được 15 bao, năm nay có vẻ nhìn tốt hơn một chút nhưng mà cũng chỉ được 14 bao thôi các bác ạ, cũng chỉ được 14 bao thôi. Này phơi đi nữa còn chắc cũng phải ngót đi một chút nữa. Nói chung là đối với bà con ở trên này hay là kể cả như chỗ gia đình của nhà em Dương thì ở đâu cũng thế thôi. Anh em chúng cháu thì cũng đã xuất phát điểm cũng là con nhà nông. Thì việc đồng áng và làm trồng cấy thì chúng cháu là vẫn không thể nào bỏ được. Mình ít nhất là có cái đi ra ngoài kiếm tiền thì vẫn cố gắng tranh thủ và trồng cấy một ít lúa để mình... giả sử như mà không có tiền để mua gạo chẳng hạn
thì mình vẫn ra có cái mà bỏ vào mồm các bác. Đấy là quan niệm của các cụ là như vậy đấy. Dương thì ở đây chỉ có đúng hai thửa ở đây thôi, còn là xung quanh nương thì vẫn là nương của bà con, mình không còn có một chút đất nào nữa. Và cũng ở xa, khá là xa nhà. Ngày trước em Dương vẫn ở trong nhà mẹ thì cũng phải đi qua vòng từ cái đồi bên kia kìa, đi tận 3 cây số, mỗi năm là dắt mấy cây đi lại để mà lấy làm ấy. Thì cũng gặp rất là nhiều trở ngại, mỗi lần đi phải tầm 2-3 tiếng đồng hồ mới đi đến nơi được. Còn bây giờ thì cũng như vậy. ลองthế các bác anh em chị cháu là cũng vừa mới bốc những mao gạo bao thóc của mùa vụ năm nay của chỗ nhà em Dương cho lên thuyền. Bây giờ thì mới chạy thuyền xuống đến đầu đập thủy điện ở dưới kia, anh em chủ cháu mới bắt đầu là tăng mo thêm một lần nữa bằng xe máy đi lên trên đấy. Từ chỗ thôn Po Qua, tức là chỗ ruộng của nhà em Dương, xuống đến dưới này nó cũng khoảng tầm 3 cây số đi đường đèo, mà đường đi rất là nhỏ đó. Khi xuống đến đây phải một mùa vụ của năm nay, anh em mỗi năm hàng năm thì gia đình ở trên này bà con thì cũng không chỉ riêng đi nhà em Dương, bởi vì chỗ nhà em Dương ấy thì là nhà em Dương là bây giờ em Dương cũng có chuyển xuống khu dưới kia ở, thì
đất đai ở phía vẫn còn ở phía bên trên này thì mình cũng có công tác, thì cái điều kiện đi lại cũng như là làm nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Hiện tại nó là 6 giờ tối rồi các bác ạ, 6 giờ tối rồi. Nếu như mà được thóc nhiều một chút nữa thì có thể là còn vui vẻ hơn, nhưng mà cũng có được hơn chục bao đây các bác ạ. Thôi, nhưng mà thôi, mình có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Đây, cảm thấy đủ là được, không tham lam nhiều các bác ạ. Cũng rất là cảm ơn các anh em. Hôm nay thì em Dương cũng có nhờ được các anh, các chú ở đây thì cũng có hỗ trợ cho em Dương là trong cái vận chuyển. Còn chỗ gặt cũng như là tuốt thì em Dương cũng có đã thuê bà con ở đây để làm xong hết rồi. Lát nữa là còn phải chở một lượt chuyến bằng xe máy nữa. Trời hiện tại đã tối rồi. Ở trên trên Mèo Vạc ấy, thời điểm hiện tại ấy, thì là trên Mèo Vạc thời điểm hiện tại thì đã đang vào mùa đông, chuẩn bị vào mùa đông rồi, trời tối rất là nhanh.